Sáng 9 tháng 2 năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lăng Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Dù hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn theo đánh giá tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, công tác lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lang Chánh được chú trọng, thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan và chủ quan, công tác xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế. Các tiêu chí các xã đăng ký trong năm 2022 hoàn thành còn thấp. 8 thôn bản đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022 chưa hoàn thành các tiêu chí theo đăng ký. Đối với thôn bản đăng ký đạt nông thôn mới kiểu mẫu là bản H xã Trí Năng, xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm chưa đạt. Năm 2023, huyện Lang Chánh đề ra mục tiêu hoàn thành và đề nghị công nhận xã Tân Phúc đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã Trí Nang, xã Giao An theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, từng bước phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bản hát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng mỗi xã một sản phẩm ô cốp, phấn đấu trong năm có 3 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá trong công tác chỉ đạo điều hành, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, như nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới còn ít, nhất là sự chung tay đóng góp của người dân. Xã cần có kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng các thành viên, các ban ngành và kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đề nghị các xã xác định các tiêu chí cần thực hiện trong năm, theo phương châm, thực hiện từ dễ đến khó lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng huy động sức dân để tăng thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, giả soát, đánh giá lại những đơn vị đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, nếu những tiêu chí đã đạt không giữ vững thì phòng ban có liên quan tham mưu để thu hồi quyết định của đơn vị đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, chú trọng thực hiện các sản phẩm ô cốp. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đánh giá cao trách nhiệm của ban chỉ đạo và văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tổ chức đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới để ra phương hướng thực hiện tại địa phương để báo cáo thường trực ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện kịp thời. Nhận thức tư tưởng của một số cán bộ nhân dân vẫn còn trông chờ ỷ lại vào cấp trên, chưa chủ động thực hiện. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng đề nghị ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân, tích cực tham gia hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng quyết liệt, chủ động, bền vững. Trong đó, cán bộ đảng viên là người phải chủ động gương mẫu thực hiện trước trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong đó cán bộ đảng viên phải là người chủ động gương mẫu thực hiện trước trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương các địa phương chú trọng thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân đồng chí bí thư huyện ủy cũng đề nghị ủy ban nhân dân huyện các xã cần quan tâm đẩy nhanh thực hiện các tiến độ dự án các công trình phúc lợi sản phẩm ô cốp góp phần thực hiện thắng lợi nâng cao chất lượng các tiêu chí trong mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 Phát biểu ý kiến kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, làm nông thôn mới phải được thực hiện liên tục, xác định vai trò trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, cần có kế hoạch và lộ trình triển khai và xây dựng các tiêu chí. Đồng chí cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Các xã ra soát từng chỉ tiêu, tiêu chí của xã đến thôn bản để có kế hoạch cụ thể, thực hiện hiệu quả trong đó bám sát chỉ tiêu của huyện để thực hiện đạt hiệu quả, chú trọng đến cải tạo cảnh quan vườn hồ, xây dựng hàng rào xanh, tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực của trung ương, của tỉnh trong thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần thực sự quyết liệt, hiệu quả, có tham mưu kết nối công tác đỡ đầu các địa phương trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, năng động sáng tạo hơn nữa đồng tâm hiệp lực xây dựng nông thôn mới đạt được kế hoạch đề ra